Hôm nay, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã tới Tòa án Trung tâm quận Seoul để bắt đầu phiên xét xử ông với tội danh tham nhũng. Ông Lee Myung-bak đã bị bắt giữ hôm 23 tháng 3 với cáo buộc nhận hối lộ khi còn đương nhiệm. Tại phiên xét xử này, cựu Tổng thống Hàn Quốc còn bị các công tố viên cáo buộc 16 tội danh liên quan tới số tiền bị biển thủ khoảng 11 tỷ won, tương đương với 10,28 triệu đô la Mỹ khi ông trong nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước giai đoạn 2008-2013.